Nam mô Từ Phụ Thọ Ký Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý nam nữ Phật tử. Lung linh quyền diệu ánh đèn thiên, ngọn đuốc từ bi thế lưu truyền. Diễn nguồn ý Phật tỏ lời kinh, đem lại ánh sáng chiếu muôn phương. Giờ này là giây phút thiêng liêng nhất. Chúng con kính cung thỉnh Thầy trụ trì sẽ tiến hành nghi lễ truyền đăng cầu phúc đầu năm tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật, kính cung thỉnh Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Và bây giờ thì tất cả các vị, Thầy đề nghị các vị sẽ cùng cộng tác với Thầy để cho cái buổi lễ cho nó có được cái phần thanh tịnh và trang nghiêm. Đây là cái điều kiện mà chư Hiền Thánh sẽ hoan hỷ và sẽ đáp ứng, có nghĩa là chứng minh và gia hộ cho cái bao tấm lòng của chúng ta. Chúng ta cứ ngồi yên đó và chúng ta chắp tay. Còn quý Thầy trên đây có thể là đại diện cho quý vị. Và Thầy đề nghị tất cả quý vị cứ ngồi yên đó và chắp tay hòa chung với cái các lễ nghi A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Lặc Tôn Phật Linh Sơn Hội Thượng Vô Lượng Chư Phật Bồ Tát Thánh Chúng Cõi Ta Bà Xưa Nay Đồng Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đông Phương Giải Nghiệp Bệnh Tật Cho Sinh Linh Vạn Loài Dược Sư Phật. Phương Bắc Thành Tựu Phật, Phương Nam Bảo Sanh Phật, Mười Phương Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh, Chư Thiện Thần Đồng Thị Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Hội Tôn Đường Thượng, Chư Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát Hộ Pháp Long Thiên, Chư Thiện Thần Đồng Thị Tát Đại Chứng Minh. Hiện thời tại đêm Tân Sơn mùng 6 Tết Nhâm Dần tại nước Việt Nam, tỉnh Bến Tre, huyện Châu Thành, xã Quế Sơn, nơi Tam Bảo Tổ Đình Hội Tôn chúng đệ tử xuất gia cùng toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử các thành phần về dự lễ đang thành tâm kính ngưỡng. Kinh ngưỡng tiết lễ hoa đăng cúng dường Tam Bảo, cầu cho Phật Nhật Tăng Quy Thiền Môn ân thành, cầu cho Tăng Ni Tư chúng Phật tử ba tánh được một năm mới tăng phúc, tăng thọ, tăng phước đức, phước huệ, phát Bồ Đề tinh tâm, tinh chuyên cho tu trì, để rồi mai kia thành chánh quả. Cầu Phật độ gia hộ cho bao tâm niệm lớn nhỏ về với lễ hội hoa đăng chùa Hội Tôn, về với mùa xuân các cửa Phật, các nơi tâm linh thế giới, chư thiện thần đồng được gia hộ chứng minh cho điều lành, sở nguyện được như ý, gia hộ cho tất cả được khỏe mạnh, gia đình hưng thành yên vui hạnh phúc thành đạt, gia hộ cho tất cả được thêm một phước duyên là thành công vững trên đời, và bước tiến thứ hai là sự thành công về tâm linh đạo pháp.
cầu Tam Bảo gia hộ cho đất nước được trải qua bao dịch bệnh để trở lại sự bình an thanh bình cho cuộc đời, gia hộ cho nhân loại thế giới Covid muôn dạng loài hữu vô hình được từ bi xa những vũng về dưỡng mắt tội nghiệp nghịch duyên thay vào là điều lành điều tốt để cho qua trái phước lành rải khắp nhân gian, gia hộ cho phước phần này đến với nhân loại và muôn dạng loài hữu vô hình đồng được trong ánh hào quang và trong vòng tay đầy yêu thương của Phật Tổ Thánh Hiền, cho tất cả được phước lành tùy tâm mãn nguyện. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát. Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại bi đại xa cứu muôn loài tương tốt đẹp trang nghiêm, mà đệ tử cúi đầu xin quy xin rơi ban. Nam mô hương dân cai Bồ Tát, Nam mô hương dân cai Bồ Tát, Nam mô hương dân cai Bồ Tát Ma Tát. Thank you.
Hạnh mong báo thân này sanh qua con nghe lãng Nam mô mười phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô mười phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô mười phương thường trụ Tam Bảo. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp nhiệm màu, vui thay Tăng Hòa Hợp, vui thay Hòa Hợp Tôn, vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp nhiệm màu, vui thay Tăng Hòa Hợp, vui thay Hòa Hợp Tôn, vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp nhiệm màu, vui thay Tăng Hòa Hợp, vui thay Hòa Hợp Tôn, vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp nhiệm màu, vui thay Tăng Hòa Hợp, vui thay Hòa Hợp Tu về quy Tam Bảo phát tâm Bồ Đề, rồi tới đây được thành chánh quả công đức vô biên tận vị lai, cho tất cả tương lai giác ngộ về quy Tam Bảo. Thêm tâm Bồ Đề rồi tới đây thành chánh quả công đức vô biên tận vị lai, cho tất cả phương tây giác ngộ. Nam mô Đạo Tràng Hội Tượng Thân Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Tượng Thân Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Tượng Thân Bồ Tát. Thầy mời tất cả quý vị đứng lên và đăng cái ngọn đèn lên trên trán mình hết nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh có mùa xuân cho đời tươi đẹp đầy sức sống, có Tam Bảo cho đời mùa xuân vô tận đầy đạo đức thanh cao giác ngộ. Hôm nay mùng 6 Tết xuân Nhâm Dần, lễ hội cầu phúc đầu năm lần thứ 12, trong sự trang nghiêm thanh tịnh đầy ý niệm thiện lành của tất cả chúng con, mỗi chúng con giờ đã có một ngọn đèn hoa đăng cháy sáng, là ánh sáng quang minh, là tia sáng ấm áp của tình người yêu thương, là ánh sáng sức sống phát triển ở đời. Thứ hai, ngọn đèn hoa đăng đang lung linh trên đôi tay những điều hay và ý đẹp
ngọn đèn hoa đăng quyền diệu đạo màu. Ngọn đèn hoa đăng là sự linh thiêng thiêng liêng của cõi lòng tâm ý của chúng con. Và điều thứ ba, ngọn đèn hoa đăng là ánh sáng từ bi, là trí tuệ hào quang của Phật, của bậc giác ngộ. Chúng con đang được tiếp nối nguồn mạch của ánh hào quang trí tuệ ấy. Chúng con thành kính dâng lên đến với Tam Bảo, cúng dường Phật, Pháp Tăng, chư Hiền Thánh, ngưỡng mong chư Phật, chư Bồ Tát Hiền Thánh đồng chứng minh gia hộ cho mỗi tâm niệm ý lành của mỗi chúng con, gia hộ cho tất cả những tâm niệm về đến với đạo đức, đạo pháp, đến với Tam Bảo được thành tựu theo ý nguyện, gia hộ cho đất nước được bình yên, mau qua những dịch bệnh, quốc thới dân an, gia hộ cho thế giới, nhân loại, Covid muôn vạn loại được phước lành, bình yên, đầy sức sống. Gia hộ cho nhân loại đồng quay hướng sống tốt, sống đẹp trong mọi khía cạnh với nhau ở đời. Gia hộ cho mọi thành phần hữu hình, vô hình đồng được trong sự chở che, trong sự bảo bọc, hộ trì của Phật Pháp Tam Bảo, Âm Siêu, Dương Thành. Đấy là bao lời nguyện của chúng con, và đó cũng là lời nguyện chung của đạo tràng. Giờ đây Thầy mời tất cả quý vị hãy thành tâm hướng đến Phật Tam Bảo để nói lên tấm lòng và tâm nguyện của chính mình, cho bản thân, cho gia đình, cho những điều tốt đẹp mà tự tâm của quý vị. Xin kính nguyện Phật Tam Bảo chứng minh cho bao lời nguyện của mọi vị. Xin mời tất cả quý vị nguyện đi.
nguyện quý vị đã xong thì quý vị đã cúi đầu xuống xá trong cái tâm niệm đấy. Và thầy đề nghị một cái lần nữa là chúng ta để cái ngọn đèn đó nó gần gần trước mặt mình, nó sẽ mặt mình sẽ sáng lên chắc chắn vậy luôn, và nó vừa tôn nghiêm và vừa đẹp. Chúng ta cố gắng trân trọng cái phút giây này cho tất cả mọi chúng ta. Rồi bây giờ thầy xin mời đại chúng chúng ta cùng cái ngọn đèn đó với tâm nguyện đã nguyện rồi, bây giờ cùng chung đại chúng sẽ trợ lực trợ duyên đồng tâm niệm Phật với thầy ba lần. Nam mô Tự Phụ Bản Phư Thanh Ca Mô Ni Phật. Nam mô Tự Phụ Bản Phương Thịnh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tự Phụ Bản Phương Thịnh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tự Phụ Bản Phương Thịnh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tự Phụ Bản Phương Thịnh Ca Mâu Ni Phật. Rồi bây giờ thì xin mời đại chúng chúng ta vừa nghe câu niệm Phật đó, chúng ta bắt đầu từ cái ngọn đèn chúng ta đang có đó, chúng ta nâng cao lên một chút xíu lên tầm của chúng ta, rồi xong cái chúng ta hạ xuống từ từ xuống theo cái câu niệm Phật. Một câu niệm Phật là dâng ngọn đèn lên cao, một câu niệm Phật là đưa ngọn đèn xuống. Chúng ta làm theo câu niệm Phật câu niệm Phật như vậy là niệm Phật 2 lần đưa lên và 2 lần đưa xuống ha. Rồi. Nam mô Tự Phụ Bản Phương Thịnh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tự Phụ Bản Phương Thịnh Ca Mâu Ni Phật. Đưa lên. Nam mô Tự Phụ Bản Phương Thịnh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tự Phụ Bản Phương Thịnh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tự Phụ Bản Phương Thịnh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tự Phụ Bản Phương Thịnh Ca Mâu Ni Phật. Anh Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta vừa niệm Phật như vậy để chúng ta đang tiến tới cái hộ thiên phúc để chúng ta dâng trọn cái ngọn đèn này. Bây giờ thì thầy đề nghị là chúng ta do cái đường đi nó cũng nhỏ cho nên chúng ta đi hàng ba thôi nha. Quý vị quan hỷ đi hàng ba thôi và đi từ đây qua đó nó cũng không xa lắm, mà chúng ta đi trong sự trang nghiêm để chúng ta gửi cho nó cái lễ nó trọn vẹn một chút. Bây giờ chúng ta vừa đi vừa niệm Phật. Bây giờ chúng ta bắt đầu niệm Phật đi. Nam mô Tự Phụ Bản Phương Thịnh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tự Phụ Bản Phương Thịnh Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Tư Phụ Bản Vương Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tư Phụ Bản Vương Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tư Phụ Bản Vương Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tư Phụ Chứng Minh Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Tư Phụ Chứng Minh Thịnh Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Tư Phụ Chứng Minh Thịnh Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Tư Phụ Chứng Minh Thịnh Ca Mâu Ni Phật. Thank you.